Cứ mỗi sắp cuối tuần là em sẽ làm món mực chiên. Mực này là mực em tự làm luôn á cả nhà. Cả nhà thấy không, rất là ngon. Bây giờ em sẽ mời cả nhà theo chân em vào bếp để thực hiện món mực ha. Hello, xin chào cả nhà. Bữa nay em sẽ làm món mực để gửi đến cho cả nhà xem ha. Bây giờ thì mực này thì em cũng đã chuẩn bị rửa sạch sẽ hết rồi. Bây giờ em bỏ vào trong cái thau gì vậy nè cả nhà, để em đâm á, em đâm giống như là mình quết chả vậy đó cả nhà. Đó, mình quết khi nào mà mực mà cả nhà thấy nó trắng lên luôn á, nó dẻo thiệt là dẻo là được ha cả nhà. Ở đây đó em dùng cái chày em đâm gì nè. Cái này mực này thì nó cũng hơi nhỏ cho nên em không có lột cái da của nó ra, em để nguyên da luôn cả nhà. Với đầu trước tiên á, thì giờ em đâm cái đầu trước nha. Bây giờ em sẽ bỏ cái mình mực vô đây luôn, em đâm vô đây hết luôn đó. Quết như vậy á, thì chả nó rất là dai á cả nhà. Bây giờ em bỏ hành lá rồi tiêu, hạt nêm, đường, bột ngọt gì đó em bỏ vô đây hết. Bắt đầu em sẽ quết thêm một hồi nữa, tùy theo mỗi gia đình nào mình nêm theo gì, cái khẩu vị của gia đình ha. Sau khi em nêm gia vị vô rồi á, mà em quết nãy giờ thì nó cũng đã quá dai rồi. Bây giờ quết như vậy đó cả nhà thấy không, quết khi nào mà nó cầm cái cây chày này là mình quết nó dính thiệt là dính luôn á, vậy là được rồi ha cả nhà. Chả mà mình quết mà nó dẻo như vậy nè thì mình chiên lên nó dai dữ lắm luôn đó, cả nhà thấy nó bông trắng lên luôn gì nè. Hồi nãy mực thì nó hơi đỏ đỏ, bây giờ nó trắng lên gì luôn. Rồi bây giờ em sẽ chuẩn bị em luộc á, mình luộc lên giống như là mình làm chả cá vậy đó. Đó, bây giờ em luộc cho nó chín luôn, đầu để dành trong tủ lạnh để mình ăn dần, tại vì em làm cái này nó cũng nhiều. Đó, bây giờ em bắt nước sôi sẵn luôn rồi, giờ em sẽ bỏ mực vào đây em luộc. Giờ nước nó sôi lên rồi nè cả nhà. Cả nhà nhớ đó, là nước đó, là cả nhà nhớ dặn muối vô đây ha. Dặn vô chút muối vậy đó thì mình luộc cái chả mực này nó sẽ ngọt, nó ngon hơn. Nếu thêm nữa cả nhà muốn cho hạt nêm hay hoặc là bột ngọt gì vô nữa cũng được cả nhà. Đó, bây giờ em dùng cái tay em lấy cái muỗng em múc gì nè, nặng lên gì cho nó tròn tròn á. Đó, cả nhà thấy không? Rất là đơn giản. Bây giờ mực thì em luộc nãy giờ rồi, thì cả nhà thấy khi nào mà mực mà nó nổi lên như vậy nè thì mình hớt ra nghe, mình bỏ vô cái thau nước đá hết cả nhà. Đó, mình vớt ra hết. Đang mình để vô cái thau nước đá lạnh đó cho nó dai á cả nhà. Nổi lên là em vớt, nổi lên là em vớt. Sau khi mà mực em đã để lên gỗ khô ráo rồi thì em chuẩn bị một cái chảo dầu như vậy nè. Mình cho dầu hơi nhiều một tí để mà mình chiên mực á. Mình luộc lên á, mình chiên như vậy thì mực ăn nó rất là ngon. Theo cách của em á, thì em luộc mực rồi em mới chiên lại, tại vì em làm nhiều cho nên để tủ lạnh. Còn thí dụ như chị em nào mà muốn mà mình quết xong rồi mình đem lên mình chiên liền cũng được hết cả nhà. Đó, chiên liền thì ăn cũng ngon, nhưng mà mình ăn liền. Còn cái này là em làm hơi nhiều cho nên em bỏ tủ lạnh, cho nên em phải luộc trước. Cả nhà nhớ để lửa nhỏ thôi nha, đừng có lửa lớn quá. Bây giờ mực của em nó đã chiên vàng lên rồi nè cả nhà, thấy ngon không? Đó, thấy chưa? Mực rất là dai, cả nhà xem đi, dai mà nó thơm dữ lắm. Bây giờ mực của em đã chiên xong rồi, bây giờ em mời cả nhà ăn mực cùng em ha. Video của em tới đây thì tạm dừng. Nếu cả nhà thấy video của em hay và hữu ích thì cả nhà nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký để ủng hộ em có động lực em ra video mới nha. Giờ em xin chào, bye bye.